thấy hả em? Dạ, em chưa thấy. Chắc là đi qua châu Âu nó hơi xa một tí xíu, bởi vì là nó đang truyền tới, mọi người thông cảm. Những người khác thấy chưa mọi người? Em thấy rồi ạ. Dạ, em thấy rồi ạ. Để em Xinh thoát thế chưa ra em? dịch chưa luôn, để em ra rồi. mạng cùi. Chắc ở xa á mọi người, thiệt thiệt là xa quá đúng không? Thì chị em nghe là bị chậm mất mấy giây mà. Dạ em thấy rồi, cảm ơn mọi người. Ừ, rồi. Thì tuần trước mình đã đi vào cái 10x Visium này đúng không? Mình so sánh với lại cái single cell Anisic sử dụng cái 10x Romanium đúng không? Và mình cũng Hạnh cũng nói sơ qua về cái slide 6 rồi đúng không? Thì bữa nay thì tiếp tục Hiệp sẽ nói về cái GeoMax Erectospatial Profile, thì tôi hay gọi nó là cái nanostring á, tại vì nó từ cái array nanostring ha. Đó. Thì ở đây người cái sử dụng cái array nanostring này nó cũng y hệt cũng làm cái spatial đúng không? Trên cái mẫu mình mà muốn tìm nó nằm đâu. Thì thật chất ra thì để làm cái band phân tích analyst nó thì bữa nay tụi tôi sẽ không có đi sâu vào. Nhưng mà có một cái bắc kịch với cái tutorial á, cái Vines của nó rất là tốt rồi mọi người. Đó, nó rất là kỹ, nó có kèm theo cái dataset của nó luôn ha. Tôi để cái tên của cái ba conductor của nó, cái tên của cái bắc kịch ba conductor nằm đây ha. Rồi thì mọi người đây là cái đường link tới nó, thì mọi người có thể vô download, install xong rồi download cái data của nó, mọi người chạy thử theo tất cả các bước tutorial của nó trong đây ha. Thì nó cũng rất là dễ, cái này nó tương đối là nhẹ hơn, cái data nó nhẹ hơn so với lại cái bên cái 10x Nomium ha. Thiết kế của nó cũng gọn nhẹ hơn nữa, nó có QC rất là rất là rõ các bước QC của nó luôn ha. Thì tôi không có đi cái này. Bữa nay Hiệp sẽ đi chi tiết vào mấy cụ thể về cách thiết kế thí nghiệm cũng giống như là cách coi mấy cái kết quả của nó ha. Đó. Rồi, mời Hiệp. Vâng, em xem màn hình như thế. Ừ, xe đi em. Thì xong cái phần của Hiệp là mình xong về cái spatial transcriptomics đúng không? Nếu mà anh chị em đầy rảnh thì làm về nhà vô châm cái trang mà tôi đưa ha. Chạy thử rồi xong xuôi có câu hỏi gì thì hỏi. Và sau sau đó thì sau cái phần của Hiệp nó sẽ tới cái phần của Trường. Trường sẽ nói về cái sequencing cái amino acid sequence đó. Đó, sử dụng cái mass spec trên cái máy Manditop ha. Rồi mời Hiệp, thấy tôi thấy màn hình xe đã không biết trình em thấy không anh? Dạ em thấy rồi. Rồi vậy bắt đầu đi Hiệp à. Mình nghe tiếng rõ là đúng rồi. Nghe rõ, nghe Cái rõ. bài này thì em trình bày, nếu mà dựa trên cái bài, có cái bài báo trên Nature họ report toàn bộ đây, có để cái đuôi đây. Thì có một cái tin tôi được cái này, bài báo này họ nói khá là nhiều. Tuy nhiên thì Mất tiếng người Hiệp ơi. mất tiếng à? À, từ nãy giờ chả nghe gì. Sorry mọi người chờ. Thầy lợi nghe thấy mình nhỉ? Chỉ nghe được mấy câu đầu thôi. À, bây giờ mới bắt đầu nghe nè. Có nghe thấy chưa? Vâng. Thì em trình bày cái bài này dựa trên cái bài trên Nature họ viết cái bài này, thì để đấy mọi người có thể tham khảo căn bản ở đây. Thì cái công ty Nanotrin này thực ra thì như thế lại nói thì nó đã thành lập từ khá là lâu rồi, từ năm 2003. Thì mở đầu nó chính là cũng là RNA, dùng RNA detection, sau đấy thì kỹ thuật nó phát triển dần dần của nó. Chẳng hạn thì ví dụ như bình thường ban đầu chẳng hạn thì nó có thể dùng cái protein, nó dựa trên cái nguyên lý là protein hoặc là cái gắn kháng thể này. Nguyên lý thông thường là cái protein kháng thể xong nó gắn kháng nguyên,
đây chỗ này thì nó sẽ gắn thông thường mình cái phương pháp hóa môn miễn dịch thông thường thì mình có thể gắn bằng cái nhuộm màu hoặc là gắn với hình quang, gắn hình quang chẳng hạn. Thì cái này thì có thể là với những cái này thì là giống kiểu miễn dịch truyền quang hoặc là hóa môn miễn dịch ý. Còn cái phương pháp này nó sẽ kết hợp một cái nữa là giống cái này giống như fit ý, tức là lai phân tử giữa cái một cái probe RNA và một cái target cái phân tử mRNA thông tin. Nhưng mà cái đặc biệt ở cái chỗ khác ở đó là cái chỗ này họ họ thiết kế một cái phần linker, tức là cái phần này là phần cái probe này, cái phần để gắn cái kháng thể này. Còn cái phần này là phần trình tự oligo để phần detection. Thì họ có cái phần linker đây, tức là cái này có thể tách được mà bằng cái photo, nó khi mà chiếu cái UV vào thì nó sẽ cắt cái này, nó sẽ rời ra. Thì họ sẽ thu nhận cái này giống như cái barcode cái này, xong đấy họ sẽ đọc cái barcode này, họ sẽ biết được gene gì tại cái vị trí nào, tương tự cái in situ chẳng hạn. Thì phương pháp miễn dịch thông thường thì mình sẽ gắn cái màu trực tiếp vào đây luôn này. Thì khi đấy thì mình thấy màu gì thì mình biết được cái tại đấy nó có cái dấu ấn đấy, nhưng mà mình không tách được cái màu đấy ra. Cái giới hạn của màu chẳng hạn, thì cái này họ có thể dùng bằng trường hợp ví dụ trường hợp họ minh họa cái sơ đồ đấy chẳng hạn, cái kháng thể đấy họ sẽ gắn với cái đặc hiệu, giống như quy trình mà nhuộm hóa môn miễn dịch hoặc miễn dịch truyền quang thông thường. Khác biệt là cái này họ không dùng màu mà họ dùng các cái barcode. Trong đấy thì khi mà quy trình xong xuôi thì họ sẽ chiếu một cái UV lên đây và người ta thu nhận cái này thì cái ba cốt họ sẽ biết là cái chỗ này là có cái gene gì. Còn cái vùng này mà họ không chiếu tia lên đây thì cái này vẫn là giữ nguyên ở đây, thì nó không họ không thu thu nhận cái ba không đọc gì. Sorry, mọi người tiếp cái này thì đây là cái về cái ý tưởng của họ đây chẳng hạn, cái phần thiết kế của họ, cái quy trình của nó thì mọi người không hình như với hạnh đã trình bày về hóa môn miễn dịch thì đây là cái quy trình thường. Thì khi mà mình trình sao mình biết là cái gene gì, cái dấu ấn gì. Tuy nhiên cái giới hạn của cái này, nếu mà mình có thể dùng nhiều màu, có thể dùng nhiều màu khác nhau chẳng hạn, thì mình có thể biết được là nhiều phát hiện được nhiều gene cùng một chỗ. Tuy nhiên khi mà mình dùng quá nhiều màu sắc chẳng hạn thì nó sẽ bị overlap, mà nó không detect được, thì nó là cái giới hạn của các cái phương pháp thông thường. Cái chỗ này thì họ có một cái linker, đây là có một cái barcode ở đây, cái link cái này của antibody. Thì sau đấy họ sẽ cái này phát hiện bằng cái trình, có thể bằng trình tự màu hoặc là trình tự cái sequence bằng cái nucleotide. Sau đấy họ gắn trên cái mô vẫn là quy trình nhuộm thông thường, thì họ sẽ chiếu tia lên đây và cắt cái linker này ra, họ thu nhận cái barcode này, họ để họ biết này có gene gì, hoặc là đây là bằng protein, hoặc là mình có thể phát hiện bằng RNA. Người quan trọng nguyên lý vẫn là có một cái probe, cái mồi đấy gắn với RNA, và chỗ này cái barcode, cái linker, và nó sẽ thu nhận ở đây. Hoặc là dùng phương pháp thì cái này nó nguyên lý gần giống như là fit, nhưng mà fit thì mình phát hiện bằng màu sắc, màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Nhưng cái này thì người ta phát hiện cái barcode, thì em nói đó phần cái barcode ở đây. Cái thiết kế của họ ví dụ đây là cái phân tử RNA, cái phần tử đích, mà phần màu đỏ là cái phần tử đích mà mình muốn phát hiện nó thuộc gene gì, thì người ta mới thiết kế một cái mồi, cái probe đây chẳng hạn. Cái mồi này là bắt để bắt đặc hiệu cái đoạn ARN này này, và kèm theo đấy mình muốn phát hiện cái này thì người ta có một cái barcode ở đây. Barcode họ có thể dùng, hồi xưa thì họ dùng chemical, tức là các cái màu, có thể màu xanh, đỏ, tím, vàng, nhưng bây giờ người ta có thể thay cái màu này bằng các cái đoạn trình tự nucleotide tầm khoảng 18 nucleotide, giống như một cái đoạn primer chẳng hạn ấy. Thì sau khi đấy chẳng hạn thì mỗi cái này, cái barcode này người ta biết được cái tên gene trước rồi, thì ví dụ cái này thì tự thay đổi màu sắc này thì người ta biết được cái gene. Tuy nhiên nếu cái giới hạn của màu sắc cái này thường là có 6 cái thì cái số lượng gene nó sẽ ít. Nhưng bây giờ nếu mà người ta hiện đại, người ta muốn phát hiện được cái toàn bộ transcriptomic ấy, thì người thực ra người ta thay đổi cái đoạn cái barcode này này. Còn cái phần này vẫn giữ nguyên nguyên lý cơ bản, vẫn giữ nguyên giống cái đoạn lai bắt gặp. Còn cái phần này là phần là cái linker photo, cái này có thể tách được ra. Và phần này thì người ta thiết kế được một cái đoạn cái này primer cho Illumina sequencing E5 và E7. Và cái phần này có phần này chính là cái phần cái code đặc hiệu để biết được cái gene nào, là phần UMI. Thì khi mà người ta thu nhận cái mẫu này ra này, cái đoạn code này ra, thì người ta sẽ
giải trình tự cái đoạn này thì người ta sẽ biết được là nó là gene gì. Và giờ thiết kế cái này người ta còn bây giờ hiện tại người ta có thể làm được toàn bộ transcriptomic. Và cái này không thì đây là trình kỹ thuật của họ, cái quốc tế của họ. Trình nhuộm thông thường thì mình phải cần cái này, mình cần hai cái. Anh Hiệp cho em hỏi cái này là hơi bình. Hello. Cái quy trình cái này sao cần hai cái? Dạ em chưa hiểu cái kháng thể nó binding ban đầu là để làm cái gì. Tại vì cái về sau nó có một cái sequence để binding cái target RNA của mình rồi mà sao lại có thêm cái kháng thể? Em chưa hiểu. Cái này là tức là em có thể cái này họ thiết kế hai bộ kit, một cái để phát hiện protein, một cái phát hiện để RNA. Cái nguyên lý nó hoạt động tương tự nhau. Nếu mà cái dùng em phân bố protein thì em chỉ cần thay cái đoạn này là A đi. Còn nếu mà em phát hiện A N này thì đây chính là nhé. Em phát hiện protein thì em cái này chính là cái kháng thể này. Còn nếu mà muốn phát hiện A này thì em chỉ thay cái đoạn này nó là bằng cái probe thôi. Và cái đoạn linker và cái đoạn oligo cái này là cái đề trình tự này có thể vẫn giống. Trình tự cái này vẫn giống có thể. Thì cái kháng thể thì cái kháng thể mới gắn là cái vào protein. Nếu mà cái đoạn trình tự RNA hoặc DNA probe DNA thì nó mới gắn được vào cái gene hoặc là RNA của nó. Ok chưa? Chào mừng. Cho tôi hỏi tí xíu là ở trong đây á, thí dụ cái ba con này thì nó ba con này là đặc trưng cho cái gene đúng không? Là bên kia là cái UMI đặc trưng cho cái gene, đặc trưng cho cái transcript ở bên đây so với lại cái 10X á. Rồi bây giờ cái nào nó đặc trưng cho cái spot vậy em? Giống như còn cái ba con mà đặc trưng cái spot ở bên cái spatial này á, thì cái nào cái ID cái chỗ nào nó đặc trưng cho cái spot vậy em? Cái spot là khi mình select ấy. Cái này là cái spot cái này mà khi mà bọn em select cái spot trên cái này nó người ta không có, tức là khi mà cái thiết kế thí nghiệm cái này là thường là mình chọn cái trong đấy thì mình sẽ ghi nhận là nó có cái mã annotation riêng ở vị trí nào, sau đấy thì nó mới sau đấy sau khi mà nó biết được spot hoặc là từ cái spot rồi thì mình mới thu nhận các cái đoạn này để mình giải trình tự. Thì cái đây slide sau em sẽ trình bày. Rồi. Ví dụ như GMI ở đây á, nó màu hồng á là nó đặc trưng cho cái gì em? Giờ cái genome max ID này á, thì nó đặc trưng cho cái nào em? Cái nó bắt cho cái mã gì em? Cho từng cái trong cái. Ví dụ như Illumina ở đầu 5 phẩy với lại cái I5 với I7 là mình biết cho sequencing rồi. Đúng không? Mà bây giờ cái GMI với lại cái genome max ID này á, là mỗi cái là đặc trưng cho cái nào em? Cái Mark này chính cái gene này. Mình muốn chính cái đặc trưng cho cái khi mà cái nghiệp là hơi giật lắm. Khi mình gắn vào trong nhé, thì mình sẽ họ chiếu nói lại chiếu cái photo đây, còn đấy họ sẽ tách cái. Hiệp ơi, Hiệp trả lời lại câu hỏi của thầy đi, từ nãy giờ là bị rất là kinh, không biết có mỗi mình em bị giật hay là mọi người cũng bị giật không? Tôi cũng nghe không được nè em. Không nghe được. Em cũng bị. Sorry, ông cùi quá đấy. Đi kiểm tra đi. Mọi người nói rõ nhỉ? Thì mạng nhà người ta tốt. Đùa cho ông xem lại đi, chỗ nhà ông làm sao ấy, nó giật lắm. Okay. Mọi người nghe rõ chưa? Sorry mọi người. Đó rồi, dạ. Em đã rồi. Ông trả lời lại câu của thầy đi. Cái UMI này là cái genomic ID này, nó chính là đặc hiệu cho gene đấy. Cái đoạn gene này mình muốn phát hiện ra này. Còn cái UMI thì em nghĩ nó cũng là khi mà mình cũng là một đặc hiệu, mình họ em nghĩ là đặc hiệu luôn cho cái này. Tại vì khi mà mình cái này khi mà nó muốn biết được cái sequence này
thì hóa tốt là gì thì nó phải giải trình tự ra. Thì trong quá trình giải trình tự ra thì người ta cũng có cái mã UMI này thì nó mình để cho cái này luôn. Em nghĩ là được. Tiếp tục đi. À, cái đây là cái quy trình kỹ thuật của nó. Là cái bước follow thì mình phải cần hai cái mã. Hai loại marker, một cái marker là để mình phát hiện cái morphology, gọi là morphology marker, tức là mình sẽ biết được một cái số marker, ví dụ mình nhuộm cho CK, nhuộm cho biểu mô, hoặc là nhuộm cho mô đệm, hoặc là nhuộm cho lympho, để biết được là một cái morphology marker. Thì marker này mình có thể dùng cái kháng thể và cả huỳnh quang, miễn dịch huỳnh quang thông thường. Hoặc là, và một cái nữa là nó sẽ dùng để phát hiện detect the gene. Một cái marker nữa là detect gene, thì cái này nó chính là chứa là barcode này. Còn cái này thì là giống như miễn huỳnh quang thông thường. Thì nó có hai cái, thì cái này là cái mà mình nhìn thấy nó chính là cái morphology marker này, tức là mình có thể có thường là bốn màu, tối đa là bốn màu để mình phân biệt được các vùng. Sau khi phân biệt được các vùng thì mình sẽ chọn các cái vùng này, select cái vùng này mình mong muốn. Thì khi mà sau khi select cái vùng mong muốn thì mình mới đọc cái mã code của cái gene này, cái toàn bộ, bây giờ là toàn bộ transcriptomic. Thì sau khi mà chọn cái vùng ra thì chẳng hạn thì người ta sẽ chiếu cái tia UV vào đấy, thì nó sẽ cắt chỗ này, nó sẽ cắt cái gọi là cái linker này, cái probe, cái barcode này, thì nó sẽ có cái máy nó thu nhận cái barcode, sau đấy nó phải thu nhận, nó hút bằng micro pipette hút vào đấy, sau đấy người ta bỏ vào trong cái đĩa 96 well plate, và sau người ta đưa cái đoạn mẫu sequence này để người ta đi giải trình tự, để người ta biết được là cái trình tự này là cái gì và gene gì. Thì từ giải trình tự này thì mình sẽ biết được cái vùng này nó sẽ có những cái gene gì và nó là bao nhiêu cao. À, đây cái quy trình mấy này chắc em không đi sâu. Cái này là có hai cái, như lúc nãy đầu nói là còn cần hai loại kháng thể. Một cái để morphology marker. Ví dụ cái này nhuộm cái này, ví dụ cái này nhuộm cho CK chẳng hạn. CK màu xanh, hoặc là nhuộm cái này cái phần này là CD20. Còn cái phần màu đỏ này là cho CD3, cái vùng này chính là cái phần mà cái này nhuộm nhân, thì dựa vào các cái nhuộm màu sắc này là nhuộm marker hình thái này thì mình sẽ chọn được những cái vùng AOI, gọi là AOI, cái vùng mình mong muốn, ví dụ vùng này là vùng của tâm mầm của lympho chẳng hạn, còn vùng này vùng biểu mô, và vùng này vùng lympho T dương tính CD3 đấy chẳng hạn. Sau khi mình chọn cái vùng mình mong muốn rồi thì mình mới select cái vùng này, thì sau đó máy nó mới đọc cái barcode của cái này. Khi nhuộm thì đương nhiên mình phủ cả hai cái, nhưng cái mà mình thấy được thì mình chỉ thấy một cái morphology marker, còn cái để mà phát hiện gene thì mình không nhìn thấy được, vì người ta không dựa vào nguyên lý màu sắc mà người ta nguyên lý cái barcode được rồi. Thì đây chẳng hạn thì nó sẽ có cái đoạn mẫu mình muốn này, còn nó sẽ line vào đây, và cái đọc khi mà đọc mình đọc cái barcode này hoặc là cái đoạn trình tự, thì sau khi mà là giống như một quy trình nhuộm fit, chắc hôm nào Hạnh sẽ nói. Sau đấy thì người ta like, đặc hiệu like, thì xong đấy thì cái nào mà không bắt hiệu thì người ta rửa trôi đi. Người ta rửa trôi, nó còn lưu lại cái vùng này, còn lưu lại những cái mà gắn ở đây, còn cái khác mà không bắt cặp đặc hiệu thì nó sẽ người ta rửa trôi. Sau khi rửa trôi thì còn lại một cái này, thì khi mà người ta thu nhận cái barcode này, người ta thu nhận cái barcode tại cái vị trí này, người ta đếm thì người ta biết là chỗ này có gene gì đây, gene tại cái vị trí này. Thì cái select mà IOI trên cái này thì nó khá là flexible, tức là mình có thể chọn bất kỳ hình dạng nào chẳng hạn, mình có thể bất kỳ cái hình dạng nào khác nhau, mình có thể chọn cái này, cái mức nhỏ nhất là nó chỉ ở một cell tế bào. Tuy nhiên mình có thể chọn nhìn rất là nhiều hình dạng, với những chỗ này mình có thể dựa vào màu sắc mình chọn biểu mô và mô đệm, hoặc là mình có thể chọn từng spot, hoặc là mình có thể tạo ra các cái grid này, hoặc là mình có thể tạo ra cái grid này giống như kiểu mà tennis chẳng hạn. Tuy nhiên thì cái chọn vùng này nó khá là dễ, tại vì cái này họ có một cái phần mềm, sau khi chọn người ta cái phần mềm thì người ta sẽ chiếu cái ánh sáng tại bất kỳ cái vị trí nào mình mong muốn chẳng hạn. Ví dụ họ sẽ chiếu vào màu xanh mà trừ vào màu trắng, hoặc là chỉ chiếu vào màu trắng mà trừ vào màu xanh chẳng hạn. Ví dụ chỗ này chẳng hạn, sau khi mình đã select cái vùng AOI mình mong muốn chẳng hạn, thì mình muốn là phân tích là cái phần biểu mô riêng,
phần mô đệm riêng như thì dựa vào cái màu sắc này chẳng thì mình sẽ bị mắc tách ra phần biểu mô. Thì sau khi đó cái phần biểu mô thì nó cái phần mà chọn máy thì nó sẽ kết nối với một cái program. Thì chỗ này nó sẽ có một cái hệ thống rất là nhiều cái hệ thống kính quang học, thì nó sẽ điều khiển tự động bằng cái phần mềm của mình, nó tương tác cái phần AOI trên này thì nó sẽ chiếu, nó sẽ điều chỉnh cái chùm tia nào nó vào khu trú chỉ vào cái vùng mà mình mong muốn. Thì khi mà chiếu tia vào đây thì cái barcode này nó sẽ bị cắt ra, thì mình sẽ thu nhận cái barcode này đọc. Còn cái vùng mà không được chiếu tia thì cái barcode nó vẫn giữ nguyên, nó không ảnh hưởng. Sau khi mà mình sẽ thu nhận xong cái vùng biểu mô này dương tính nhân dạng thì mình sẽ tạo ra một cái ảnh khác là inverted. Thì mình sẽ thu nhận cái vùng là ví dụ phần biểu mô thì cái phần này là phần mô đệm. Thì lần thứ hai thì nó chỉ chiếu tia cho nên cái mô này vẫn được bảo tồn. Thì khi mà mình chiếu lần thứ hai chẳng hạn ấy, thì nó chỉ chiếu cái vùng mà phần mô đệm chẳng hạn. Thì mình sẽ thu nhận được cái mẫu cái barcode của cái vùng mô đệm, thì nó sẽ tách được cái vùng biểu mô riêng và vùng mô đệm riêng trên cùng một cái vùng này AOI. Thì mình sẽ thu nhận đọc. Thì cái nguyên lý chẳng hạn cái phần với những trường hợp này là người ta dùng hồi trước là người ta dùng cái kháng thể trong protein cũng thế. Nếu protein thì người ta dùng kháng thể thì nó cũng có cái phần linker đây. Và nó sẽ có cái gắn cái đoạn barcode này, thực ra chính là một cái đoạn trình tự đi nucleotide. Thì khi mà người ta chiếu tia vào đây, nó khu trú vào cái vùng AOI này mình muốn thì cái chỗ này nó sẽ bị tách ra chẳng hạn, thì người ta sẽ thu nhận các cái đoạn cái barcode này. Rồi đấy người ta cho vào máy đọc hoặc là giải trình tự ra thì mình biết được cái barcode này. Sau đấy thì người ta chuyển cái barcode này vào các cái well plate. Thì khi mà chỗ này chẳng hạn thì cái vùng AOI này khi mà mình select thì máy nó sẽ tự động thu nhận. Trên cái máy nó có cái phần mềm nó sẽ tự động thu nhận là cái AOI này nó ở vị trí nào, cái mẫu là gì. Xong đấy cái annotation nó sẽ đánh số tùy theo mình mong muốn, có thể là 1, 2, 3, 4. Hoặc là trên cái mẫu nào chẳng hạn thì máy nó sẽ tự động thu nhận các cái thông tin đấy chẳng hạn cho mình. Và kèm theo là cái thông tin sau đấy nó sẽ gắn với cái thông tin mà đọc cái barcode và gene này. Thì sau đấy thì tại các vị trí này chính là một cái AOI thì nó sẽ có các cái loại gene nào nó sẽ cao và bộc lộ bao nhiêu từng cái vị trí một trên cái vùng AOI này. Thì cái data mà xuất ra ấy, nếu mà tại một cái AOI tức tại một cái vị trí này, cái vị trí này máy nó sẽ tự động thu nhận với nó cái vùng này có thể là mẫu A này. Sau đấy ở vị trí số 1 chẳng hạn, vùng nào thì máy nó sẽ thu nhận. Sau đấy tại cái vùng này thì mình sẽ cao cái barcode hoặc là cái trình tự thì mình sẽ biết là gene nào và bộc lộ là bao nhiêu. Sau đấy mình có thể làm tương tự cho cái mẫu khác, cái mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3 thì đây cái data nó output ra kiểu này. Thì dựa vào cái barcode nó suy ra gene thì nó sẽ đếm cái số chỗ này nó sẽ đếm là bao nhiêu cao này. Thì người ta thu chính là cái số cao, số lượt cao để đếm. Cái này nó sẽ đếm nó chính là cái số lượng thực tế mà có sẵn ở đây luôn. Thì nó sẽ cho ra được cái data kiểu này. Và cái này thì em trình bày cái này vì có cái bài trên đấy họ trình bày cái họ lấy cái ví dụ trong cái phần khổ cái ở cái phần gì nhỉ? Abidan. Thì em nói qua cái phần mô học Abidan bình thường để lát nữa khi mà mọi người đọc thì thấy rõ cái Abidan bình thường nó có một cái lớp biểu mô ở đây. Và cái phần rất là có nhiều năng lympho và lại mất rồi Hiệp ơi. Alo. Ồ, nói lại đi, vừa mất xong. Nghe chưa? Rồi, nghe được rồi, giờ nói lại đi. Tại vì em trên mình trên cái mô Abidan đúng không? Bình thường nó sẽ có cái phần biểu mô này và cái phần các cái nang lympho. Trong nang lympho thì nó sẽ có cái phần tâm mầm và cái phần mà gian giữa cái tâm mầm thì nó sẽ là phần lympho T. Còn cái phần này biểu mô nó sẽ dương tính với CK này. Còn cái phần mà tâm mầm nó sẽ dương tính với CD20 này và cái phần này sẽ dương tính với ngoài CD3. Thì trong cái ví dụ chẳng hạn thì cái phần này với những họ sẽ dùng các cái bốn cái ba cái ba cái morphology marker là đấy, bốn cái marker là ví dụ CD3 này. CD3 thì người lúc nãy họ thấy những mòn cho vùng này. Còn CD20 nó sẽ vùng tâm mầm. Và cái CK thì nó sẽ dương tính với phần biểu mô. Thì đây là cái phần dựa trên cái morphology giống như kiểu nhuộm hình quang thông thường mình thấy được
Ngoài ra thì sau khi thì người ta cũng dựa vào cái màu này, người ta select lựa chọn các cái AOI, các cái vùng này khác nhau, người ta xem nó biểu hiện gene ở chỗ này là nó như thế nào. Ví dụ như trường hợp này số 4 và số 6 là mình viết là biểu mô, thì mình đối chiếu với cái phần 4, 5, 6 mình viết là biểu mô chẳng hạn. Biểu mô thì nó sẽ có tương cái dấu ấn mà liên quan đến cái phần lympho ở đây chẳng hạn, thì ICD68 thời đây thì nó rất là thấp. Còn ngược lại cái phần mà 1 và 2 mình biết cái phần này là phần nang lympho. Nang lympho là mình dựa vào cái morphology mình biết được đây là nang lympho, thì nếu mà đối chiếu trên này chẳng hạn thì cái phần này cái gene mà liên quan đến lympho đây chẳng hạn thì nó bộc lộ rất là cao, thì nó là khá là tương xứng đúng với giống như trên này chẳng hạn. Còn lại vùng này là CD3 nó dương tính thì mình biết là dược mà mắc marker đây nó dương tính morphology thì mình biết được nó là CD3, thì những cái select AOI9 chẳng hạn, vùng 9 chẳng hạn thì mình biết là chỗ này đúng là nó có CD nền lympho T, thì mình biết trong cái bộc lộ gì nó bộc lộ đúng, khá là em thấy khá là đúng. Ví dụ đây là CD8 luôn này, CD8 bộc lộ rất là cao, hoặc là CD3 đây. Thì đây là cái data này thu nhận là từ cái gene expression cái cao này, và cái này dựa vào morphology thì đối chiếu hai những cái này thì khá nó là khá là tương xứng. Dạ cho em hỏi cái hình vừa rồi ạ. À, cái em thấy cái cột cao á, là nó có số âm nữa, vậy cái này có thể là nó so sánh với một cái gì đó nó mới ra từ số âm rồi số không rồi lên số dương đúng không ạ? Trường khi nó cao thì nó theo cái data ấy, thì nó thường cao nó chỉ là số không, không hoặc chỉ là số dương. Scale này thì như là nói là lúc mà normalize thì nó sẽ ra cái này sau khi data khi này. Dạ, ý em là có nghĩa là nó sẽ đối chiếu với một cái control hay là cái gì ạ? Cái này người ta không đối chiếu với control, người ta cái vùng mỗi AOI này nó sẽ đếm với bao nhiêu gene bộc lộ, cái đồng gene bộc lộ không. Cái này người ta normalize đó em, rồi người ta lấy cái log đó em. Khi mà cao thì nó chỉ giá trị dương thôi, cái nào cũng có. Khi mà normalize xong xuôi bắt đầu là từ cái cao số nguyên rồi bắt đầu mình normalize, cái mình ra cái số không phải là số nguyên, rồi mình lấy log nữa, bởi vì mình scale nó lại em, scale nó lại. Ví dụ em scale nó lại theo cái giá trị trung bình đó, thì bảo đảm là em sẽ có cái số âm, số dương trong chổng, đúng không? Có nghĩa là em giống như tính cái Z-score của em á, em nhớ không? Công thức đó. Lấy dạ dạ. Ừ. Data thực tế nó là có thể từ 0 hoặc đến mấy nghìn mà. Thế nên họ normalize, họ convert cái data lại đây. Còn cái mà riêng cái bài nữa, tương tự cái bài mà lúc nãy mà cái bài thực hành mà thầy Lợi nói ban đầu ấy, thì nó liên quan đến cái thận. Thì em sẽ nói qua với thận cho mọi người biết. Tại vì thận bị cấu trúc đây là một cái thận hình bình thường, thì có bình thường nó có thể có cái vùng vỏ thận và vùng tủy thận. Cái vùng vỏ thận thì mình sẽ thấy có cái nhiều cái ống này, cái cầu thận này. Nó có cái ống gọi là ống gần, ống gần, ống đường gần, gọi là ống đường gần này. Cái phần này gọi là phần khoai hen lê, và ống này ống đường xa. Thì ngay trên một cái thiết diện cắt này mình sẽ thấy được có cầu thận này, ống đường gần và ống đường xa này. Ví dụ thường là nó sẽ nằm cái vùng vỏ thận này, còn cái qua này qua hen lê này thường nó sẽ nằm ở cái vùng tủy thận này. Ví dụ trường còn trong cái cầu thận chẳng hạn thì nó sẽ có cái phần bao gọi là cái bao man, bao biểu mô, nó có trong thận nó sẽ có cái cấu trúc cuộn mạch máu có động mạch đến, động mạch đi và cuộn mạch và các cái tế bào gian mạch. Thì đây là hình mô học chẳng hạn, đây là cái cầu thận. Cầu thận ở đây chẳng hạn. Trong này có cái cuộn bao mạch của cái tế bào gian mạch ở đây. Và cái phần này chính là cái phần bao man. Cái ống này chính là cái ống đường gần. Cái ống đường xa, ống đường gần thì nếu mà nhìn rõ hơn thì cái ống đường gần thì nó sẽ tế bào hình, thường là hình cao hơn, trụ cao hơn. Và cái ống đường xa thì trong cái thiết kế mà nghiên cứu mà lúc nãy thầy Lợi cái data cái bài ấy thì họ lấy ví dụ thì họ nghiên cứu trong cái bệnh thận. Trong cái bệnh thận đấy thì họ cũng làm select rất là khá là nhiều vùng khác nhau.
thì người ta sẽ lấy những cái phần đây là cái mô thận, cái phần này phần vỏ thận có rất nhiều cái này là cái đốt, đốt này là cầu thận, còn phần này là phần tủy chẳng hạn, thì là cầu thận thì họ dùng cái morphology marker ví như có CK, CK và CD45, CD45 chính là cái nhuộm cho các cái tế bào miễn dịch, còn cái VTEP nó sẽ nhuộm cái này trong cái cầu thận, còn pan CK, CK thì nó sẽ có dương tính với ống gần và ống xa chẳng hạn. Thì ví dụ như khi mà người ta thiết kế, người ta lựa chọn cái data ấy, thì người ta chọn cái ROI, cái vùng này với những người ta sẽ chọn cái cầu thận này, chỗ này người ta chọn cầu thận, thì cầu thận thì nó sẽ dương tính cái dấu ấn và chính là cái VKT1 ấy, thì podocyte nó là chính là nó nằm trong cầu thận. Sau đấy thì nó có cái ống gần và ống xa, ống gần ống xa thì có một cái thì với những cái ống xa thì nó sẽ dương tính với cái CK, còn mặc dù là cái ống gần nó cũng là cái ống biểu môi, nó sẽ âm tính. Cho nên khi mà trong cái data nó sẽ có một cái là bệnh này, xong đấy bình thường này, trong mỗi ca mỗi cái bệnh thì người ta chọn ra cái vùng cầu thận này, cầu thận trong đấy người ta chọn ống thận này, cầu thận và ống thận, thì trong cái ống thận thì người ta có hai phần, một cái loại ống mà nó có CK dương tính, một cái ống mà lại CK âm tính, thì nó sẽ cái data nó sẽ thiết kế kiểu đấy, thì nó sẽ ra ví dụ cái phần trong cái phần ống thận người ta sẽ lựa chọn các cái vùng AOI cầu thận đấy nhé, người ta chọn data đi phần có cái phần ống thận nhưng mà có phần này CK âm tính ấy. Thường là ống gần là âm tính, còn cái này cũng là ống thận nhưng mà nó là ống xa này là CK dương tính, thì trong cái thiết kế cái data nó sẽ có cái phần ở đấy, cái phần mà phần bệnh thận và đấy cái phần normal, thì trong cái trong mỗi cái thì nó đều có cái phần có cả cái phần cầu thận và cái phần túp cái ống thận, và trong cái ống thận thì nó có cái phần là ống thận dương tính và ống thận âm tính, thì nó thiết kế data ở đấy, còn trong cái cầu thận nó cái data riêng của phần cầu thận, có cái phần này cái vùng select nó thiết kế cái data đấy chứ không là cái vùng. Thì em không đi sâu vào cái phần phân tích cái này, em chỉ sâu cho mọi người cái phần mà cái data của em. Cái này cái lợi cái này mình có thể khi mà sau khi mà cái quy trình như của nó chẳng hạn, sau khi mà đã chọn cái phần morphology marker chẳng hạn, ví dụ trong trường hợp này thì em làm trên ung thư đường mật, thì em sẽ chọn các cái morphology marker, mình có thể tự chọn bằng miễn dịch trực quang, ví dụ em sẽ chọn cái dấu ấn alpha FMA để mạch, thì cái mạch hoặc là một số marker nữa, hoặc là sẽ nhuộm với fibroblast, và một số marker nữa thì em sẽ nhuộm cái tế bào phần biểu mô, phần biểu mô chẳng hạn. Thì dựa vào cái phần hình thái này chẳng hạn, thì cái marker này chẳng hạn, thì mình em biết được phần này là phần mạch máu này, phần này phần mô đệm này. Mô đệm có mình biết được cái mô đệm nào, vùng mô đệm nào nó nhiều alpha SMA chẳng hạn, nhiều fibroblast chẳng hạn. Thì muốn biết được cái vùng nào nhiều fibroblast hoặc là nhiều nào thấp ít fibroblast hoặc là có thể nhiều màu viêm, cái phần xanh này thì em sẽ biết được cái phần ung thư đây. Thì khi mà select IOI thì em sẽ dựa vào HE, dựa vào cái hình thái của trên HE ấy. Nhuộm HE thì em muốn là xác định lựa chọn cái vùng nào, sau đó có một cái tiêu bản tương tự như thế này cắt ra để nhuộm morphology thì biết được cái vùng, thì em sẽ lựa chọn được các cái vùng IOI ví dụ từ số 1 đến số 9. Tại vì cái này là do mình ít tiền select AOI thì nó ít, nhưng thực tế thì theo lý thuyết là mình có thể chọn được rất là nhiều cái AOI phủ kín tất cả cái tiêu bản này, tuy nhiên thì nó khá là tốn tiền. Thì sau khi chọn xong thì đây là cái mùng AOI chọn hoàn toàn bằng khi mà gửi mẫu đến cái công ty họ sẽ nhuộm xong họ quét cái tiêu bản này lên, thì khi mà mình select AOI chẳng hạn thì máy nó sẽ thu nhận cái mùng AOI này và mình chọn xong thì cái phần mềm nó sẽ tự động lưu lại là mình đã chọn vùng nào, cái vị trí này mà mình đã dán nhãn là gì, thì khi sau đấy thì nó sẽ tích hợp lên, thì bắt đầu họ mới gửi cái phần thông tin này lên cho vào cái về cái máy, cái phần cái máy mà có chứa cái tiêu bản này, sau đấy thì họ mới sẽ đọc là chiếu cái tia lên trực tiếp cái vùng này, sau đấy họ người ta đọc ra thu nhận cái barcode ra, người ta đếm được những vùng AOI số 6 này nó có cả biểu mô và mô đệm. Còn vùng này thì anh em chọn chính là phần ung thư, phần biểu mô là chính đi. Hoặc là một cái thì phần này chọn là mô đệm, thì mình muốn biết được cái vùng này chẳng hạn thì nó sẽ cùng với những phần mô đệm này
rồi sẽ bộc lộ những gen gì của mô đệm vùng này, nó tên HN nhìn hoàn toàn khác thì em muốn biết là vùng này bộc lộ gen gì, vùng này bộc lộ gen gì chẳng hạn đó. Hoặc là ngay cả cái phần biểu mô mà sát chỗ này thì nó bộc lộ cái gì. Hoặc là trường hợp ngay cả trường hợp cái vùng AOI số 5 chẳng hạn thì mình sẽ thấy được là cái phần này là phần biểu mô này. Cái phần giữa này chính là mô đệm. Tôi hỏi tí, Hiệp ơi. Tôi hỏi tí. Tức là nếu mà để ông khi mà ông làm cái này là ông cần phải có hai tiêu bản à? Một tiêu bản là nhuộm protein để tức là nhuộm antibody ấy, tức là để phát hiện những cái protein để định hình những cái thành phần tế bào hoặc là cái vùng mô mà mình quan tâm ở trong cái mẫu mô đấy. Còn một cái mảnh khác thì ông đem đi gắn với mấy cái đầu dò để phát hiện RNA à? Không, chỉ cần một tiêu bản thôi. Cần một tiêu bản. Nếu mà như thế tức là bây giờ cái đầu tiên là mình sẽ nhuộm, ban đầu là mình sẽ nhuộm cái protein trước, giả sử như ông có khoảng 4 cái marker đúng không? Ông nhuộm ra để hiện gọi là giống như là biểu hiện hình thái của cái mô đấy lên để mình có thể quan sát được, đấy là nhuộm protein. Thế sau đó cùng đồng thời là ông lại gắn những cái đoạn mà giống như kiểu dò ấy, có gắn những cái barcode rồi gắn những cái UMI vào để phát hiện cái RNA đúng không? Mà cho cả cái section này luôn đúng không? Cho cả cái mẫu mô này luôn đúng không? Hay là ông sau khi ông nhuộm protein rồi sau đó thì ông mới chọn cái vùng xong ông mới nhuộm ông mới phủ cái RNA lên phủ cái probe lên. Thực ra là nhuộm cùng một lúc. Một cái mình chỉ thấy được cái phần protein có bộc lộ màu. Cái phần mà hiện barcode thì nó không hiện lên thì mình không thấy được. Nhưng thực ra ok. Rồi, thế thì tại sao mà mình không dùng tại vì nếu mà như thế ông nhuộm cùng một lúc đúng không? Ông nhuộm cả protein cả RNA cùng một lúc, tại sao ông lại chỉ chọn một vài vùng thôi mà không không kiểu gọi là mình có thể investigate cả cái mẫu mô này cơ mà đúng không? Thế cái liên quan gì đến giá cả ở đây? Bởi vì đằng nào phải phủ một đống như thế, cái còn lại thì toàn là do máy nó chạy mà. Đương nhiên là hãng lipid, nhưng mà vấn đề là khi sau khi mà bà select cái vùng AOI này nhá, mình phải thu nhận cái barcode. Sau đấy mình phải đọc cái barcode đấy, và hoặc là một là đọc bằng máy hoặc là bằng sequencing cái barcode. Thì cái giá nó sẽ phát sinh nếu mà cái nhiều AOI chẳng hạn ấy. Và mình càng nhiều AOI lên thì càng sequencing ra càng nhiều thì nó sẽ càng nhiều tiền hơn cái đoạn sau ấy, đoạn đọc ấy. Tức là mình khi mà mình chọn cái vùng đấy rồi xong nó phải đem đi nó giải trình tự cái vùng này luôn hả? Tức là nó sẽ take out luôn cái vùng này ra, cho vào một cái trip để nó đem đi giải trình tự. Nó sẽ take out cái barcode cái vùng này, take out cái barcode ở đấy. Nếu mà lấy mỗi cái barcode không thôi thì liên quan gì đâu. Nó chỉ xác định xem có bao nhiêu cái UMI rồi bao nhiêu cái barcode hay là tóm lại là có bao nhiêu cái transcript của cái gene đấy thôi mà, thì đâu liên quan gì, có phải làm thêm gì nữa đâu, có phải sequencing quần cell gì nữa đâu. Nếu mà muốn toàn bộ transcriptomic thì nó đi sai là nó phải giải sequencing mới biết được cái barcode đấy là gì. À không, tôi hiểu ý ông, nhưng mà ý tôi là bây giờ rõ ràng là nó đằng nào nó cũng phủ cả một đống dò lên cả cái này rồi ấy, thì mà nó chỉ là đơn thuần là thu cái barcode của một cái vùng interest của mình thôi ấy, thì mình có thể chọn bất kỳ một cái vùng nào mà tôi nghĩ là ý là đằng nào nó cũng phủ cả một đống như thế. Thế xong rồi nó không có interfere về sau, nó không có downstream nữa, tất cả nó chỉ có dừng lại giống như một dạng nhuộm thôi đúng không? Mà thế thì liên quan đến tiền nong đâu. Bây giờ chỉ đơn giản là cắt ra rồi đọc trên máy thôi mà. Đúng rồi, cái này nó sẽ sau khi mà kết thúc chọn AOI vùng này nhá, thì cái quy trình theo nó có thể quay lại chọn vùng khác. Thế chọn cái vùng này khác. Có thể tái sử dụng không? Tức là bây giờ chọn cái vùng này xong nó dùng tia UV nó cắt, thì như vậy cắt xong cái vùng này là mất luôn hả? Hay là có làm lại được không? Hôm nay ông mệt quá, ông đi về đi ngủ xong hôm sau ông quay lại ông chọn tiếp được không? Chọn lại cái vùng này được không? Nếu mà sau khi đã chiếu tia lên đây và cắt thì mất. Thì hay mất toàn bộ. Mất toàn bộ, ok. Người ta thu nhận hết, tức là người cũng đang làm thử thử nghiệm ấy. Người ta chiếu, sau khi cái chiếu lần một ra, xong người ta hút thu nhận cái mẫu ấy. Xong đấy người ta chiếu lần hai xem là còn bao nhiêu, liệu còn sót bao nhiêu đấy. Thì như theo báo cáo của một số hãng, theo một số hãng một người bảo báo chẳng hạn, thì sau khi mà chiếu lại lần hai hoặc là thì không có tín hiệu chỗ này nữa hết. Mất hết rồi đúng không? Thì nếu mà nó thu thì chắc. Nếu mà thu nhận vùng này, nếu mà sau khi chọn vùng này xong nhá, mình lại quay lại chọn tiếp AOI vùng này xong lại chiếu tia lại thu nhận này vẫn được, nó tạo thành cái vòng lặp. Ok. Tóm lại là chiếu một lần chọn một xong là mất này, đấy là cái thứ nhất, nhưng mà cái thứ hai là tôi vẫn không hiểu tại sao cứ chọn nhiều vùng thì lại mất, bởi vì có làm thêm cái quái gì đâu, đằng nào máy nó automatic nó đọc cái barcode thôi mà. Nếu mà máy automatic đọc thì chắc là ok, nhưng mà có một cái đoạn mà thiết kế barcode mà cho toàn bộ transcriptomic ý. Thì cái barcode đấy muốn biết trình tự cái barcode là gì, nó phải giải trình tự, nó đắt là đắt cái đoạn giải trình tự ấy, để mà biết cái barcode ấy.
Nhưng mà ông ở đây ông chỉ thu màu thôi mà, thu cái tín hiệu thôi mà. Thì chỉ refer thôi chứ, reference thôi chứ. Đâu có gì phải giải giác gì đâu. Ông có thu mẫu mô đâu. Có thu mẫu mô không? Tín hiệu này là chỉ cái thôi, bốn màu. Bốn màu này để chỉ phát hiện marker. Không, cái đấy tôi hiểu rồi. Nhưng ý là khi mà ông chọn cái vùng ông mong muốn rồi nhá, thì ông chiếu tia UV để cắt. Cắt là chỉ cắt lấy cái tín hiệu của barcode thôi. Hay là cắt cả cái để thu luôn cả cái mẫu ở đấy xong cho vào ống ấy hả? Không, chỉ cắt cái barcode thôi. Ờ, vẫn chưa hiểu lắm đâu. Làm sao mà thu được hay quá vậy? Thì công nghệ nó thế. Đây, nó chiếu đây này. Ví dụ nó chiếu cái phần barcode, cái này gắn kháng thể nhá. Cái barcode gắn vào đây nhá. Khi mà chiếu tia vào đây, nó sẽ tách ra nhé. Tách ra thì tách ra đây, nó tách ra thì người ta thu nhận vào đây. À, ok, hiểu rồi. Thế nó phải đem đi giải trình tự, hiểu rồi, ok. Thu nhận cái code này, sau đấy người ta giải trình tự cái barcode này hoặc là có cái máy nó đọc barcode. Ok. Ok, tôi hiểu. Em hỏi cái mấy cái kháng thể này là. Hello. Anh nghe mình. Ừ. À, mấy cái kháng thể này là nó thuộc cái bốn cái loại nãy là anh muốn select vô đó anh. Như là CD3, CD20, cái gì đó không? Kháng thể này là những kháng không phải kháng thể mới. Cái này là cái protein, anh hơi nhấn độ nên là để phát hiện cái protein. À, cái kháng thể là một cái kháng thể không đặc hiệu anh. Nó kháng thể đặc hiệu cho các cái gene khác. Còn bốn cái màu mà để cái kháng thể mà để hiện màu thì nó lại thuộc khác cái khác. Kháng thể để hiện màu khác nhé. Dạ. Kháng thể nó chỉ có bốn cái, còn cái kháng thể mà để phát hiện gene thì nó là có thể hàng trăm cái. Là cái barcode đúng không bạn? Nhưng mà nếu mà mình cái lượng kháng thể mà phát hiện bằng cái này nó thực hiện là nó giới hạn cái số lượng. Nhưng mà bằng cái mà nó thiết kế một cái đoạn này gắn bằng RNA ấy, thì nó sẽ được toàn bộ gan của Tomic này. Thì nó các kỹ thuật nó khác nhau, cái phần quan trọng là mình đọc mình phát hiện cái barcode này là gì thôi. Nhưng mà miễn dịch, hóa môn miễn dịch thì mình chỉ dùng màu thì mình chỉ phát hiện được một màu. Còn một số khác nữa, ví dụ là fit chẳng hạn, thế mình có thể thiết kế được một limit số lượng màu nhất định. Nếu mà quá nhiều màu nó bị overlap, nhưng mà cái này nó phát hiện là không phải bằng màu sắc mà bằng cái trình tự thì nó chỉ giải trình tự cái này. Yeah. Tôi chắc là mọi người có hỏi gì nữa không? Em bài trình bày của em nó chỉ thế thôi ạ. Cho em hỏi cái đoạn barcode anh. Thì như vậy là mình chỉ có thể giải trình tự những cái gene mà mình target thôi không anh? Ừ, cái này là nó có sẵn. Người ta thiết kế cái đoạn barcode này có sẵn cho toàn bây giờ. Hiện tại người ta thiết kế cho toàn bộ cái transcriptomic rồi. Còn hồi xưa cách đây mấy năm thì nó chỉ tầm cái panel hồi xưa trước và hai cách đây khoảng vài năm thì nó chỉ tầm 770 gen hay gì đấy, 780. Yeah. Còn bây giờ người ta đã thiết kế đủ cho toàn bộ transcriptomic rồi, dựa vào cái này. Như vậy là mình phải order toàn bộ barcode ở gì? Nó trong một pack hay là nó sẽ chia ra nhiều anh? Thông thường người ta có cái trong một cái pack, cái kit của nó sẽ có cái phần. Thì khi mà anh làm thì anh cái order cái kháng thể để hiện để morphology marker ấy thì anh có thể chọn bất cứ hãng nào, anh có thể chọn anh tự gửi đi mà anh thấy chọn bốn cái bốn màu sắc mình mong muốn. Còn cái kit này chính của hãng là nó bán cái này. Yeah. Bán cái ba. Còn cái phần này là mình có thể order từ các cái công ty khác, bây giờ nó phối hợp với AppCam hoặc là một cái số công ty khác người ta cái, hoặc là AnaScope người ta để phát hiện cái morphology marker này. Còn cái phần này là phần của nanostring người ta thiết kế riêng họ. Như vậy là trong cái barcode này nó sẽ toàn bộ trắng transcriptomic luôn hay là nó chỉ có một số barcode nhất định thôi theo mình order? Theo cái panel thì cái panel em chọn người ta em sẽ từ mấy trăm càng bây giờ hiện tại thì khả năng người ta làm được trang toàn bộ trang transcriptomic rồi. Yeah. Nhưng người ta cũng chia nhỏ ra từng cái panel riêng chẳng hạn, thì tùy giá tiền mình có hoặc là mình quan tâm đến cái oncology marker này hoặc là inflammatory marker này hoặc là cái marker mà liên quan đến cái một số pathway nhất định mà mình muốn khảo sát đấy hoặc là apoptosis chẳng hạn đấy, thì người ta cũng thiết kế sẵn một cái panel riêng đấy thì người ta bán rời ra. Còn cái mà người ta bán là toàn bộ transcriptomic thì bây giờ khá là đắt.
Dạ, câu cuối của em là cái đoạn mà sau khi chiếu UV rồi nó hụt lên thì cơ chế nó hụt là tích điện hả? Thế thực tế anh không rõ lắm vì sao nó hút được đấy. Cơ chế kiểu gì anh? Vì em đoán là tích điện vì DNA thì nó tích điện âm an. Có lẽ thế, anh không rõ lắm cơ chế nó chiếu. Thế cảm ơn anh. Thì cái này theo anh nghĩ thì có một cái phần khá mà khác biệt, cái phần tennis hiện tình, cái phần AOI nó select khá là flexible, mình có thể chọn bất kỳ hình dạng vị trí nào được. Nó là khá tách. Còn cái hình như cái mà tennis không nó trình bày thì thấy hình như nó thiết kế sẵn các cái grid chẳng hạn, thì cái này là mình tự chọn AOI trước, vùng nào mình thích thì sau đấy thì mình để phân tích gì. Còn cái hình như tennis thì người ta sẵn một cái grid từ cái phủ phủ kín toàn bộ luôn chẳng hạn. Sao Nó hay một cái là nó sẽ được in situ. tức là mình sẽ nhìn luôn cái tên tiêu bản morphology, thì mình thích vùng nào thì mình chọn vùng đấy. Ví dụ anh NHE thì anh biết là vùng này là vùng biểu mô này, thì khi mà nhuộm lên cũng có cái morphology dương tính với CK thì anh sẽ chọn riêng biểu mô riêng và anh chọn cái vùng tâm mầm này riêng. Sau khi chọn xong thì bắt đầu nó mới phân tích là bộc độ gen gì. Rồi, mọi người có ai hỏi gì nữa không? Rồi, cảm ơn Hiệp rất là nhiều ha. Tôi tổng kết lại một tí xíu ha mọi người ha. Tôi xem màn hình ha. Mọi người thấy màn hình của tôi chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, thì ở đây á, cái này nó có cái đặc biệt là nguyên cái đống này đúng không? Mày xuống dưới mà ai cũng tốt không đẹp dữ. Trâu rồi con gái của tôi nó đẹp, tối nay con ăn. Tôi tiếp tục được không mọi người? Tiếp tục ha. Thì đây người ta cũng tóm tắt lại là cái ba co của cả một cái đống này luôn đúng không? Đó. Thì hồi nãy Hiệp cũng nói với mọi người là do mình không có mapping từng cái, tại vì mình lấy cái vùng á là mình biết được là mình lấy chỉ có một vùng này thôi à. Đó, nó không có liên tiếp như là bên cái spatial, như cái spot ở bên kia, đúng không? Ở bên kia là mình có cả một cái vùng, ví dụ như giờ mình để nguyên một cái miếng, đúng không? Nguyên một cái miếng mẫu của mình lên thì mình giải hết luôn. Bởi vì mình sẽ map bên cái spot đó, đó cái spot ID á, đó, lên trên cái vùng này, đúng không? Còn ở đây trong trường hợp này á thì mình không có như vậy. Đó, bởi vì là cái nguyên cái DSP này á, đó, cái Digital Spatial Profiling này á, nó không có. Nếu mà trong trường hợp mà mình chọn nó liền kề nhau hết tới tần tật đồ á thì như là mình chọn nhiều á thì ba con nó mới có ý nghĩa đúng không? Chứ bây giờ nãy mọi người cũng thấy là ví dụ Hiệp chọn chỉ có 6 7 vùng đúng không? Thì cái ba con đâu có ý nghĩa gì đâu. Đúng không? Mình giải riêng mà, đâu có giải chung đâu. Đó. Thì ngoài ra nó còn có cái này là mình làm về cái RNA đúng không? Còn nếu mình làm protein thì nó cũng tương tự như vậy ha. Thì hai cái này là mấy cái ba con để cho mình hình dung ra được ha. Rồi. Ở đây hồi nãy giờ thì Hiệp đã nói nguyên cái pipeline là tôi không lặp lại làm gì ha. Chỉ ghi chú một cái là mình ở đây á, là mình lấy một cái vùng cái ROI này đúng không, cái region of interest đó nó nhỏ thôi à, đó chứ nó không có giống như cái 10x visum, có nghĩa 10x visum thì chọn nguyên một cái cục bự luôn và giải hết luôn đúng không, mỗi thường một cái spot của nó chứa khoảng từ một cho tới mười mấy cell ở trong trọng ví dụ vậy đúng không, cái vùng cũng khá nhỏ đó. Thì mà mình có nhiều spot như vậy thì rõ ràng là nếu mà mình ít tiền thì mình nên sử dụng cái DSP này đúng không, cái nano string này đó, chứ còn cái 10x nominium để giải hết luôn à. Đó, thí dụ như trong lab của tôi làm cái project về cái focal therapy ở trong cái prostate cancer, thì thí dụ như một cái prostate cancer đó, nếu mà mình biết được á là nó chỉ đến từ có một cái tumor thôi đúng không, đó
Thế đây là cái role state đúng không? Và cái tumor mình thấy được nó chỉ có một cái focal thôi, có thể đến chiều chỗ đó đúng không? Một cái original thôi. Thì mình biết được thì mình cắt nó đi, đúng không? Và ở đây mình muốn coi thử là cái spatial, cái expression của cái này hoặc denematilation của cái vùng này á, nó khác biệt với cái vùng lành tính như thế nào, ví dụ vậy đó. Ha? Hoặc là ở đây mọi người cũng thấy được là nó bự nhưng mà nó đến từ một nguồn thôi. Đó. Ví dụ như ở đây thì khác. Mọi người thấy là nhìn vô trong cái hình này thì hai cái mình có một cái vùng là nó rõ thành cái tumor luôn. Còn cái cục màu xanh này á, đó nó chỉ là một cái low ray thôi. Nó lesion low ray thôi, secondary thôi. Nhưng mà nó cũng có, đúng không? Thì mình sử dụng ablation, có nghĩa là mình cắt bỏ nguyên cái đống này luôn. Đúng không? Chứ bây giờ nếu mà trong trường hợp như cái hình này á, nó nằm đây như vậy, mình cắt bỏ thì cắt bỏ kiểu gì? Đúng không? Tại vì cái tumor nó biết nhảy á mọi người. Đó, ví dụ như mình cắt bỏ chỗ này đúng không? Và cái chỗ này nó sẽ bắt đầu nó low ray thôi, nhưng mà bắt đầu nó cũng phát triển ra được mặc dù mình cắt bỏ chỗ này rồi. Bởi vì mình phải cắt luôn cái này. Đó, bởi vậy là cái hướng điều trị focal therapy á, thì không biết là nó phải phụ thuộc vào trong cái original của cái tumor á. Nó có nhiều cái focal, có nhiều cái chỗ hay không. Đó, thì người ta sẽ đưa đến cái phương pháp có nên chọn lựa cái phương pháp cắt bỏ này không. Đó, đó nó khác đó mọi người. Đó. Cái đó là cái thứ nhất là cái chỗ là đối với lab của tôi thì lab của tôi muốn hiểu được là cái DNA methylation của cái tumor mình lấy nè. Đó, có cái tumor origin đó. Original đó so với lại cái vùng khác như thế nào đó, để anh chi để mình coi thử coi là nếu mà chỗ khác nó có giống như cái trường hợp giống như vậy nè đó, thì mình coi cái DNA methylation profile của cái này đó, nó khác nhau tới mức độ nào vậy đó, để mình giúp cho bác sĩ đưa ra là có nên sử dụng cái phương pháp focal therapy này không đó. Thì lá của tôi là đang develop, nó đang với thực chất là tụi tôi làm đó, hả 3 năm nay đó mọi người, có nghĩa là mỗi một bệnh nhân tụi tôi lấy là nguyên cái mảng này ra nè, xong xuôi cái lấy cái dot lot đó, tụi tôi đục lỗ hết cái chỗ này, xong xuôi đi giải cái denematilation của nó đó. Thì thực chất ra là bây giờ tụi tôi muốn coi cái expression của nó tương ứng sẽ thay đổi như thế nào đó, đối với từng cái vùng này nè, khi mà cái denematilation nó có thay đổi và tụi tôi tìm được cái marker của tụi nó, tụi tôi đang xây dựng cái panel, tôi đang phân tích cái dữ liệu là mới làm thêm hai bệnh nhân nữa, mỗi bệnh nhân tụi tôi làm 96 cái mẫu xung quanh cái chỗ tumor này đó, để coi là nếu mà có hai cái như vậy thì cái profile nó khác với một người có một cái như thế nào. Nó lạ lắm mọi người đó. Nếu mà cái người bệnh nhân đó nó chỉ bắt nó khởi nguồn tập trung á, cái tumor nó khởi nguồn tập trung á, thì cái denematilation profile nó sẽ khác với lại cái người mà có hai ba cái khởi nguồn giống như vậy, ở chỗ khác nhau, vị trí khác nhau đó. Thì bây giờ tôi làm cái nanotrin này để confirm lại là cái sự thay đổi denematilation nó có thể dẫn đến cái thay đổi cái expression này không đó, thì là đang làm cái này đó, cũng giống như vậy nè đó. Rồi nhớ ha, là cái thứ nhất là cái region nãy Hiệp cũng nói rồi đúng không đó, mình chọn muốn chọn chỗ nào thì mình chọn. Còn trong khi cái kia, cái mà 10x chromium thì mình lấy nguyên cái mẫu đó thì mình giải hết, mình ướm nó lên trên cái ridge á, đúng không, cái lưới á, rồi xong xưa mình làm hết hầu như là vậy ha. Đó, còn cái này thì mình có quyền được chọn. Cái đây là cái thứ nhất khác với cái 10x chromium. Cái thứ hai là đối với lại bình thường á, nếu mọi người đã học cái gene expression microarray lúc trước rồi đó, thì mình không có sequencing ha. Ở trong đây thì mình có sequencing cái ba co thì nãy Hiệp nói đó, để anh chị mình đặt cái ba co hết tới tần tật lên trên cái array của mình rồi đúng không, bây giờ những cái nào mà nó có biểu hiện thì nó phải like lại đúng không. Đó, bình thường thì bên cái microarray của cái Illumina microarray hoặc là của cái Filmatrix microarray thì nó chỉ phát quang phát màu thôi, giống như Hạnh nói gì đó, và mình chụp hình cái ảnh nó lại, rồi mình có cái ảnh đó, intensity, cái nồng độ của cái ảnh đó, cái cường độ của cái ảnh đó, thì mình tính ra cái expression của nó là như thế nào. Còn cái kỹ thuật này nó không phải vậy, kỹ thuật của này là cái ba co nào mà nó có biểu hiện thì nó sẽ phóng thích ra cái ba co đó, mình thu nhận cái ba co đó, mình đem sequencing, được không? Mình sequencing rồi mình mới mapping vô cái ba co đó, nó sẽ liên quan tới cái gene đó. Nếu mà mình có nhiều ba co đó thì cái expression của cái gene đó nhiều, được không Hạnh? Bởi vậy là cái phần này mình phải đem đi sequencing ha. Đó, nó khác với lại cái gene expression microarray bình thường là
mình chỉ cần chụp hình có màu, có cái intensity của màu rồi mình bắt đầu mình mới có con số của expression. Còn này nó đếm cái ba con nó bằng cách là sequencing. Hả? Bởi vậy là chỗ này nè, cái máy này nè, nó quantify cái oligo á, cái oligo này nè, nó quantify có cái máy của nó. À, cái máy này nó giống như cái máy sequencing của Illumina vậy đó mọi người. Hả? Rồi. Như vậy là mình xong cái này ha, hình hiểu cơ bản giống vậy. Tôi biết được là có nhiều cái, thí dụ bây giờ mình có đi vô chi tiết đi nữa nhưng mình không sử dụng á, thì cũng không để làm gì hết, đúng không? Ít nhất là mình biết được là hiểu ý nghĩa của nó, đúng không? Chức năng của nó là gì? Đó. Thì mai mốt mình thi mà mình muốn làm cái thí nghiệm nào, có mình muốn trả lời câu hỏi nào cho cái project của mình á, thì mình lựa chọn cái phương pháp cho nó phù hợp. Đó. Thì lab của tôi không có sử dụng cái Romium tại nó đắt tiền hơn rất là nhiều. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó không cần thiết, mình không cần thiết phải làm hết tất tần tật ở trong đây, đúng không? Mình chỉ chọn cái chỗ này, thí dụ như tôi chọn là cái roi của tôi là thứ nhũ ở đây một cái, ở đây một cái, xong xuôi đối với cái này tôi chọn cái roi của tôi đây một cái, ở đây một cái, đúng không? Nếu mà cẩn thận nó chọn cái chỗ không có đây một cái nữa, đúng không? Đó, chứ tôi không có làm hết nguyên cái bảng này để làm gì hết, đúng không? Tiền bạc sao chịu nổi đó, được không? Mà với lại là bên kia cũng không có giải được cái long read nữa mọi người, đúng không? Nó giải được nhưng mà cái transcript của nó cũng không có, ông không phải cái giải long read mà không có giải được cái long transcript đó. Đó, còn cái này thì được đó mọi người, tại vì người ta thiết kế cho từng cái transcript nó sẽ like như thế nào vào, đúng không? Đó, nếu mà mình muốn đó thì kỹ thuật microarray mình cũng phát hiện transcript được, nhưng mà mình phải mua cái panel của nó cho nó phù hợp, đúng không? Đó, thì cũng một lần nữa cũng nói lên túi tiền của mình làm sao cho nó phù hợp, đúng không? Đó, chứ không phải là lúc đó mình phải nghĩ tới là câu hỏi muốn trả lời là gì, túi tiền của mình là gì, đúng không? Để mình chọn được cho nó phù hợp. Ha? Rồi. Em thấy cái tiêu bản này nó giữ được bao lâu ạ? Sau khi mà gắn cái phủ cái barcode các thứ linh tinh ấy, thì cái tiêu bản này mình giữ được bao lâu ạ? Tôi biết chết liền, chắc cái này sao? Hiểu. Hiểu ga. Cái đấy nó giống như gửi tiêu bản fit đi, nếu bài giữ được fit bao nhiêu thì giữ cái đấy. À, fit mà muốn đấy. Đẹp thì chỉ được một tuần thôi. Đấy, nó cái đấy, giữ cái đấy. Cái hình quang thì có thể là tuần xong, nhưng mà của ý là của cái RNA thì sao? À, thực tế thì chính xác không được là thì tôi chưa rõ, nhưng mà theo cái hồi xưa mà tôi làm ấy. Ừ. Làm thì cái đầu chọn mẫu thì họ vẫn khuyến cáo là mẫu trong vòng 2 năm. Mà tôi có một mẫu trong vòng 5 năm thì tôi vẫn thấy ok. Thứ hai là sau khi mà mình làm rồi ấy, thì người ta theo lý thuyết là người ta bảo là mình có thể rửa đi, tức là mình sẽ biến tính cho vào nhiệt đun ra, trong đấy thì nó sẽ tháo, không gắn nữa thì rửa trôi đi, mình có thể dùng cái bộ panel khác. Ok. Thế cũng được. Tiết kiệm mô. Nhưng mà vì nó không hoàn toàn, nó không phá hủy cái mô đấy mà. Nhưng mà ví dụ mình độ fit chẳng hạn thì mình, nếu mà hồi xưa mình tôi làm fit, nếu mà mình để hồi xưa mà theo cái làm fit thì nếu mà để trong 4 độ C thì tôi để được 6 tháng làm fit cái mẫu ấy. Còn thực tế cái mẫu này mà nguyên lý tương tự thì cũng không biết có để được thời gian từng đấy hay không. Còn cái tức là không, tức là cái tissue ấy thì có thể để được lâu, nhưng ý tôi là sau khi mà mình nhuộm các thứ rồi thì để được bao lâu? Cái signal ấy gì? Ừ. Cái này nó là phát hiện cái barcode, cho nên nó không phải là phát hiện màu, nó không sợ màu file. Nó vẫn lưu được. Thế còn cái protein thì rõ ràng là lúc mà mình nhuộm kháng thể mà cho cái CK với các thứ linh tinh thì chả là huỳnh quang thì là cái gì? Không phải huỳnh quang à? Huỳnh quang sau đấy nó quét rồi, nó quét thành tiêu bản số rồi. Mục đích cái đấy là mình để phát hiện cái AOI mà. Thì sau đấy mình thu nhận AOI thì nó sẽ gắn với cái phần mềm trong cái máy tính. Ấy. Thế tức là được lâu đúng không? Tức là cái phần còn lại có thể bảo quản được lâu đúng không? Ok, thank you. Okay. Rồi, vậy là mình xong được rồi ha mọi người ha. Xong được cái spatial rồi ha. Mai mốt ai có làm thì mình lại đi vào chi tiết mình thảo luận thêm, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình có đi sâu đi nữa, mốt cũng không nhớ, cũng không có làm gì được hết. Đó. Với lại kỹ thuật nó thay đổi liên tục rồi mọi người ơi. Đó. Nó thay đổi, kể cả mấy cái panel đây nó cũng thay đổi. Cách phân tích đó nó cũng thay đổi sành sạch nè. Mọi người thấy là cái bắt kịch nè, 21 tháng October nè. Đúng không? Đó, nó update liên tục. Đó, nó ra cái version 2.0, đúng không? Lúc trước tôi xài là nó 1 chấm mấy, bây giờ nó 2.0, đúng không? Đó, nó thay đổi liên tục mà. Rồi,
Bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình đi về cái money stop MS này ha. Tôi không muốn mua rượu qua mắt thợ. Đó, đây chỉ có cái refin giống như vậy đúng không? Đó là mình sử dụng để detect mấy cái protein từ cái mẫu của mình đúng không? Dựa trên mấy cái pick ở đây. Đúng không? Đó. Thì mời bạn Trường đúng không? Nói cụ thể ví dụ phương pháp đó cho mọi người nắm được ha. Mời Trường. Dạ mọi người thấy slide chưa? Thấy rồi. Dạ, hôm nay thì em sẽ xin trình bày cái